Huyền thiên. Chương 1, Xuyên Việt. Ta. Còn chưa chết. Thiếu niên nghi hoặc mở mắt, tự hồ không thể tin mình còn có thể sống được. Ngã xuống từ đỉnh hoa sơn, vậy mà lại không chết. Ung. Coi như lão thiên gia còn có mắt. Ca bất quá chỉ sờ lên pp của tiểu nữ kia mà để nam nhân ngây thơ như ca phải chết thì quả thực không thể nói nổi. Ha 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 ha. A. À. Thiếu niên mới cười được một nửa đột nhiên hét lên một tiếng thê lương thảm thiết, hai tay ôm đầu. Trong nháy mắt này, từ trong đầu hắn truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, dường như bị hàng ngàn mũi kim châm vào. Cùng lúc đó, một phần ký ức. Ký ức vô cùng kỳ quái, căn bản không thuộc về ký ức của thiếu niên, như một cuốn phim thoáng hiện trong đầu hắn. Mà những cảnh trong cuốn phim đó, căn bản không thể tồn tại trên địa cầu, giống như một câu chuyện thần thoại. Nhưng tất cả sự việc trong đó lại khiến Thiếu niên thấy đồng cảm, giống như mình chính là người đã từng trải qua những chuyện đó vậy. Đây là một cảm giác kỳ diệu không từ ngữ nào có thể hình dung được. Đại Lục Thiên Huyền, tinh thần lực, đế quốc cát ương, Dương gia, Thiếu niên truy cầu võ đạo, cũng là Thiếu niên tên gọi Dương Thiên Lôi. Thời gian từng giây từng giây trôi qua. Dương Thiên Lôi ôm đầu không ngừng run rẩy, trên lên thống khổ hai cổ ý niệm trong đầu xoay chuyển mãnh liệt, không ngừng trùng kích, rồi dung hợp, khiến Dương Thiên Lôi trở nên hoảng hốt. Trong đầu hắn dường như thấy hai Dương Thiên Lôi kia đều là chính mình, những chuyện kia đều là tự mình trải qua. Không biết qua bao lâu, đau đớn dần dần biến mất. Dương Thiên Lôi dụi dụi hai mắt, chậm rãi ngồi dậy. Hô, nhất định là đang nằm mơ. Bất quá, giấc mơ này thực, con mẹ nó chân thực. Dương Thiên Lôi thở vào một hơi dài, sau khi xác định mình đã hoàn toàn tỉnh táo, lẩm bẩm nói, a, à, y phục của ta, ta đánh, tảng đá đều bị ta đập nát. Dương Thiên Lôi kinh ngạc phát hiện chính mình không ngờ lại toàn thân xích lõa, mà dưới thân hắn, toàn bộ khối đá bị vỡ thành từng mảnh nhỏ. làm sao có thể? nhìn quanh bốn phía, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên khiếp sợ há to miệng, con mắt trợn trắng lên như chuông đồng, nhìn tràn cảnh quen thuộc trước mắt kia rõ ràng là cảnh mình vừa mới thấy trong mơ. Xoay người nhìn xuống dưới thân, đó chẳng phải là cảnh trong mơ lúc tu luyện cự thạch sao. Chỉ là, tại sao lại bể thành từng khối? Tiểu viện độc lập, phòng ốc kiến tạo có chút kỳ lạ, thật giống như cảnh ký túc xá của mình trong mơ. Móa! Chẳng lẽ vẫn còn trong mộng? Dương Thiên lôi hung hăng véo mạnh vào tay mình một cái, cảm thấy có chút đau nhức, cho thấy mình không phải nằm mơ nhưng vì sao mình lại gặp phải không gian của cảnh trong mơ? Dương Thiên Lôi chậm rãi đứng lên, bỗng dưng cảm giác có điểm gì đó không đúng, vừa cúi đầu nhìn xuống, nhất thời giật mình mở to hai mắt. Hắn nhìn thân thể của mình, làn da nguyên bản màu đồng cổ, bây giờ lại trở nên trong suốt như ngọc. Càng khoa trương chính là, Dương Thiên Lôi cảm giác mình tự hồ nhỏ đi một vòng, mà cái vẻ nhỏ gầy này dường như không thích hợp với thân thể của mình, luôn tràn đầy lực lượng bạo tạc tự hồ so với bất kỳ thời gian nào trong dĩ vãng cũng đều cường tráng hơn nhiều ta đánh đây không phải là bản thân mình trong mộng chứ lẽ nào mình lại thực sự biến thành nam nhân bi kịch trong mộng kia nghĩ tới bi kịch vô cùng thê thảm của thiếu niên trong mộng dương thiên lôi vô cùng khiếp sợ đồng thời cũng càng thêm phiền muộn chỉ là dương thiên lôi mơ hồ nghĩ hiện tại bản thân mình ngoài đời và trong mộng đã có điểm khác biệt loại cảm giác tràn ngập lực lượng này trước đây chưa từng bao giờ xuất hiện kể cả trên người thiếu niên trong mộng cũng vậy dương thiên lôi đúng lúc này bỗng nhiên dương thiên lôi nghe thấy ngoài sân có người gọi tên mình giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng như suốt mát chảy qua bờ đá hoàng anh xuất cốc truyền vào tai dương thiên lôi hết sức rành rọt vô cùng êm tai đây rõ ràng là thanh âm của một thiếu nữ thanh xuân ngay sau đó két một tiếng Cửa phòng bị mở ra. Dương Thiên Lôi quay đầu nhìn lại. A a a a a. A a a a. Hai tiếng thét chói tai đồng thời vang lên. Dương Thiên Lôi nhất thời há to miệng, hai mắt trợn trừng, ngay người ra như phỏng nhìn thẳng vào thiếu nữ bỗng nhiên xông vào trước mắt, trong khoảnh khắc mọi động tác đều cứng đờ. Mà thiếu nữ kia cũng khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Cần cổ trắng như tuyết càng như mặt trời lúc bình minh, tản mát ra vẻ đẹp mỹ lệ kinh người, tựa như trong mộng ảo. Mỹ nữ, thực sự là mỹ nữ. So với tiểu nữ kia còn đẹp hơn gấp chục lần. Dương Thiên Lôi nhìn chầm chầm vào thiếu nữ siêu cấp xinh đẹp trước mắt, bạch y như tuyết, vóc người thước tha, khuôn mặt xinh xắn mà thanh thuần trong lòng âm thầm so sánh nàng với tiểu nữ lúc trước chỉ vì mình âm thầm sờ trộn mấy cái mà rơi từ đỉnh hoa sơn xuống. Kết luận của hắn tất nhiên là, tiểu nữ đã từng là nữ thần trong suy nghĩ của hắn so với thiếu nữ trước mặt này. Căn bản là không đáng nhắc tới. Hoàn hảo A. 82, 54, 87, cái gì cần lớn thì lớn, cần mảnh liền mảnh, cần vĩnh thì vẽn. Quả thực là vóc người ma quỷ, khuôn mặt thiên sứ mà. Quá hoàn hảo rồi. Nhất là khí chất này. Thật sự là quá tình khiết. Dương Thiên Lôi, ngươi ngươi làm cái gì vậy? Ngay khi Dương Thiên Lôi còn đang chảy nước miếng dầm về, thiếu nữ mới từ trong kích thích cường đại của thị giác tỉnh táo lại, nổi giận đùng đùng bưng kính hai mắt, phẫn nộ hét lên. Không xong rồi. Dương Thiên Lôi nhất thời ý thức được chuyện gì, nhanh như thiểm điện bưng kính tiểu huynh đệ đang chập chờn giữa hai chân mình. Khục khục. Không có gì. Mỹ nhân, hôm nay thực sự là quá nóng, ca kìm lòng không được bèn tự giải phóng một chút thật xin lỗi xin lỗi dương thiên lôi vừa nói vừa lui về phía sau rất nhanh chui vào phòng trong trần trùng trục trước mặt một mỹ nữ là chuyện tuyệt đối không hay nhất là khi còn chưa có pháp dục hoàn toàn đương nhiên nếu như mỹ nữ lỏa thể trước mặt mình thì lại càng không có bất luận vấn đề gì đó chính là quân tử thản đảng đảng tiểu nhân giấu kê kê cho nên dương thiên lôi thậm chí có thể cam đoan trước tiên mình cũng sẽ thẳng thắn thành thẩn gặp lại không có gì phải e ngại muốn lõa thể mọi người cùng lõa thể càng lõa thể càng khỏe mạnh nha tuy nhiên lúc này trong lòng dương thiên lôi lại âm thầm cảm thấy kỳ quái vì sao mỹ nữ này biết tên mình mà mình lại căn bản chưa hề gặp nàng cho dù là phụ nữ thuộc loại trâu bò cho dù chủ nhân thân thể này không có hứng thú gì với nữ nhân nhưng chỉ cần đã gặp qua một lần cũng tuyệt đối sẽ không quên. Bước vào hậu viện, Dương Thiên Lôi lần thứ hai thấy được bài biện hết sức quen thuộc, một cái giường lớn, một cái bàn, một tủ quần áo, bố trí cực kỳ đơn giản, không hề có bất cứ vật dụng trang hoàng dư thừa nào. Dương Thiên Lôi lấy ra một bộ quần áo, mặc vào thân thể giường như nhỏ đi một vòng, lại cực kỳ vừa người. Giờ khắc này, Dương Thiên Lôi đã tin chắc cảnh tượng trong đầu mình căn bản là không phải mơ mộng gì, mà thân thể này đã từng chính là chủ nhân của những ký ức kia. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn Dương Thiên Lôi còn có chút khó tiếp thu, nhưng hắn hiểu rõ, chuyện này đã là sự thật không gì thay đổi được. Hắn hiểu rõ mình chắc chắn đã xuyên việt. Chương 2: Mỹ nữ lão sư thường. Trong nội tâm Dương Thiên Lôi chợt lóe lên một chút tiếc nuối, thất lạc và không cam lòng. Đương nhiên, cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua trong phút chốc mà thôi. Từ trong trí nhớ khá rõ ràng, Dương Thiên Lôi hiểu được đại khái, số phận chủ nhân trước đây của thân thể này rất bi ai, nhưng so với cuộc sống trên địa cầu không thân nhân, không người thương, không người yêu của hắn cũng coi như tốt hơn nhiều. Này, Dương Thiên Lôi mặc y phục rồi ra đi. Ngươi hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao không đi luyện công sáng? Ta là lão sư mới tới của các ngươi. Mỹ nữ mặt bạch y đã áp chế được tâm tình khiếp sợ của mình, lớn tiếng nói, nhưng trong lòng lại âm thầm động viên chính mình. Hắn mới 11 tuổi, bất quá chỉ là một tiểu nam hài. Hơn nữa, đây là ký túc xá của hắn, cũng không thể trách hắn. Ta đã là lão sư, cũng nên có phong độ của lão sư. Thế nhưng, trong lòng Mỹ nữ mặt bạch y khó có thể bình tĩnh được. Mặc dù Dương Thiên Lôi chỉ là một hài tử 11 tuổi, nhưng dù sao cũng là nam nhân, linh kiện cũng giống của nam nhân trưởng thành, gây cho thị tuyến của Mỹ nữ mặt bạch y kích thích tuyệt đối không nhỏ. Phải biết rằng, Mỹ nữ mặt bạch y bất quá cũng chỉ mới 18 tuổi, vẫn chỉ là một tiểu sử nữ ngây thơ trong sáng. Nếu có nhìn thấy thứ đồ chơi kia cũng chỉ là của tiểu oa nhi mà thôi. Mặt hàng quy mô như của Dương Thiên Lôi căn bản là chưa từng chứng kiến qua. Luyện công buổi sáng. Lão sư mới tới, Dương Thiên lôi rung rung đi ra, đôi mắt đen trắng rõ ràng, hoặc nhìn vô cùng thuần khiết lại phi thường không thành thật dừng ở trước mặt siêu cấp mỹ nữ, thầm nghĩ trong lòng, thảo nào không có bất luận thông tin gì về mỹ nữ này. Thì ra là lão sư mới tới. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Nghe giọng điệu nghi vấn của Dương Thiên Lôi, tự hồ không tin tưởng thân phận lão sư của nàng, mỹ nữ mặt bạch y nhất thời trừng trắng hai trong mắt tuyệt mỹ, hỏi ngược lại tin. Ta tuyệt đối tin tưởng lời mỹ nữ lão sư nói. Chỉ là, chỉ là cái gì? Mỹ nữ mặt bạch y hơi kỳ quái. Người trước mắt này và người được mô tả là trầm mặt ít lời, chỉ biết có tu luyện và tu luyện dương thiên lôi kia tựa hồ khác nhau quá xa, nhất là nhãn thần và ngữ khí của hắn. Mỹ nữ lão sư. Dương thiên lôi gãi gãi đầu. Ta là trương tử hàm, ngươi có thể gọi là trương lão sư. Ách, trương lão sư, là thế này, ta có lẽ, khả năng, hẳn là, đã đột phá bình cảnh rồi. Tuy rằng Dương Thiên Lôi vừa mới đi tới thế giới này, nhưng trong đầu hắn cũng đã có sẵn ký ức của thiếu niên. Hơn nữa cũng cảm thấy như mình đã từng trải qua. Cho nên, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, mình hiện tại và nam nhân bi ai kia có thay đổi rất lớn, của lực lượng bạo tạc kia chính là đột phá bình cảnh, trở thành biểu tượng tinh giả cấp 1. Nam nhân Bi Dương Thiên Lôi năm tuổi đã bắt đầu tu luyện công pháp trúc cơ, hùng vương đoán cơ công, tới ngày thứ ba đã lập nên kỳ tích, cảm ứng được tinh thần lực, cũng có thể dẫn vào trong cơ thể, một lần hành động liền phá vỡ kỷ lục của đế quốc Cát Ương, khiến hắn trở thành trọng điểm bồi dưỡng của học phủ cao cấp nhất đế quốc Cát Ương học viện cực dương. Thành hy vọng của gia tộc Tất cả mọi người đều cho rằng, Dương Thiên Lôi sẽ vượt qua bất cứ người nào trong gia tộc trở thành thiếu niên đáng kiêu ngạo nhất đế quốc các ư. Mọi người cũng cho rằng, chỉ cần không đến một năm, hắn liền có thể dùng tinh thần lực rèn luyện hoàn toàn 639 khối cơ bắp, trở thành tinh giả cấp 1. Thế nhưng thẳng cho tới hôm nay, hắn vẫn dậm chân tại thời điểm 5 tuổi đó. Tinh thần lực hấp thu được chưa kịp rèn luyện cơ thể đã biến mất một cách quỷ dị. Ban đầu, trưởng bối của Dương Thiên Lôi, các lão sư trong học viện còn không quá để ý nhưng theo thời gian trôi qua khi chúng bạn cùng lứa của hắn thậm chí các tiểu hài tử niên kỹ nhỏ hơn đều lần lượt đột phá địa vị của thiếu niên đã từng được coi là thiên tài trong mắt mọi người cũng dần dần thay đổi trở thành kẻ tầm thường không hơn không kém đồng thời rất hiển nhiên hắn cũng mất đi tư cách trọng điểm bồi dưỡng của học viện cực dương chỉ là dương thiên lôi rất quật cường không chịu buông bỏ mộng tưởng trong lòng hắn vẫn trước sau như một thậm chí càng thêm điên cuồng mà nỗ lực tu luyện hắn phải một lần nữa đoạt lại vinh quang mình đã từng sở hữu hắn có thể phụ lòng bất kỳ người nào nhưng nhất quyết không thể phụ lòng mẫu thân mình dương thiên lôi nhớ rất rõ ràng bình thường mẫu thân bị đại nương cùng nhị nương khi dễ cũng nhớ rất rõ ràng khuôn mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ tươi cười của mẫu thân khi biết mình là thiên tài tu luyện hắn cũng nhớ rất kỹ mẫu thân đã từng nói qua với hắn Mẫu thân không sợ bị khi dễ, cũng không để bụng chuyện bị khi dễ, nhưng mẫu thân hy vọng con trở thành cường giả, một cường giả đỉnh thiên lập địa, một cường giả vượt qua tinh giả cấp 9. Đó là hy vọng duy nhất của mẫu thân, là nguồn sống của mẫu thân. Lúc đó, Dương Thiên Lôi còn nhỏ tuổi, không rõ vì sao mẫu thân lại nói như vậy, mãnh liệt yêu cầu hắn trở thành cường giả. Bây giờ hắn cũng vẫn không rõ. Nhưng trong lòng hắn đã âm thầm thề rằng nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân. Mình nhất định phải trở thành cường giả. Cường giả vượt qua tinh giả cấp 9. Thế nhưng ngày hôm qua, tại sinh nhật 11 tuổi của Dương Thiên Lôi, thời gian kỳ hạn cuối cùng đã tới. Hắn nỗ lực tu luyện một lần cuối cùng, nhưng vẫn như trước, không thể thành công. Hắn không cam lòng. Hắn không muốn khuất phục. Thế nhưng hắn lại biết. 11 tuổi không thể thành tinh giả, vậy thì cả đời cũng chỉ có thể là một tên võ phu bình thường mà thôi quy luật đã tồn tại từ hàng trăm nghìn năm trước này giống như một sợi dây xiềng xích không gì phá nổi hoàn toàn trói buộc hắn nếu muốn phá vỡ căn bản là không có khả năng truyện y https vn lần đầu tiên dương thiên lôi cảm thấy tuyệt vọng thực sự kỳ vọng của mẫu thân hắn mộng tưởng của hắn cũng vô pháp thực hiện bang bang trong cơn tuyệt vọng hắn điên cuồng gầm lên liều mạng đánh xuống cự thạch dưới thân trên nắm tay máu thịt lẫn lộn nhưng những đau đớn thể xác này vẫn không thể giúp hắn thoát khỏi áp lực và cảm giác không cam lòng quá tuyệt vọng hắn bắt đầu nảy sinh ý định tự tử trực tiếp lao đầu vào cự thạch dưới thân nhất thời máu tuôn ra như suối nước mưa máu loãng nước mắt thấm đầy cự thạch dùng khối cự thạch trở nên đỏ như máu chỉ là hắn đang trong cơn tuyệt vọng nên không phát hiện, dòng máu đỏ tươi kia, trong nháy mắt khi tiếp xúc với cự thạch liền dung nhập vào trong cự thạch, nhuộm đỏ bên trong cự thạch, nhưng bên ngoài, nước mưa vẫn trong suốt như lúc đầu. Chương 3, Mỹ nữ lão sư, hạ. Mưa càng ngày càng lớn, mây đen cũng càng lúc càng nhiều, sấm sét càng lúc càng điên cuồng, máu tươi cũng càng chảy càng nhiều. Khi trong cơ thể Dương Thiên Lôi không còn giọt máu nào nữa, hắn cũng hoàn toàn lâm vào hôn mê cự thạch dưới thân dương thiên lôi đã biến thành màu đỏ đậm, bên trong mơ hồ hiện lên quang mang bảy màu đang không ngừng lưu động, tự hồ như có chứa một sinh mệnh sống. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình dần dần trở nên lạnh như băng. Hắn biết, sinh mệnh đã dần dần rời bỏ hắn. Tuy trong lòng có một tia không nở, một tia quyến luyến, nhưng mạnh hơn cả là cảm giác được giải thoát. Đúng lúc này, một cổ năng lượng không thuộc về bất cứ loại nào trong năng lượng ngũ hành kim một thủy hỏa thổ bỗng nhiên phát ra từ cự thạch dưới thân hắn. Phá tan tầng tầng mây đen, phản phất như xuyên qua tầng tầng lớp lớp hàng rào không gian, tiến nhập vào bầu trời bao la. Trăng rắc. Sau một lát, một tiếng sấm cuồng bạo vang lên, xe tan bầu trời đêm. Một luồng sấm sét thật lớn chừng một người ôm bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, không ngờ bổ thẳng vào người dương thiên lôi. Quần áo trên người hắn nhất thời nát vụn thành tro tàn, thân thể gầy gò của hắn cũng phát ra mùi thịt nướng khét lẹt, rõ ràng đã mất hết toàn bộ sinh cơ. Cùng lúc đó, cự thạch dưới thân hắn lại phát ra tiếng nổ tầm ầm. Ngay sau đó liền vang lên một loạt tiếng đã vỡ kêu răng rắc. Cự thạch chiếm phương viên mấy thước vậy mà ầm ầm vỡ thành từng mảnh vụn. Đồng thời, trong nháy mắt, hai đạo quang mang bảy màu từ trong đó phóng ra. Trong đó một đạo như thiểm điện chui vào thân thể hầu như bị bỏng hoàn toàn của hắn, mà một đạo khác lại như bị triệu hoáng, phóng thẳng lên trời biến mất không còn tung tích. Trăng rắc. Tự hồ như có một phản ứng huyền ảo nào đó xảy ra, một đạo sấm sét càng cường bạo hơn lần thứ hai bạo phát, xé rách tầng tầng mây đen, lộ ra bầu trời đầy sao. Tại tinh không xa xôi kia, theo hướng đạo quan mang bảy sắc vừa biến mất, một đạo quan mang khác càng chói lóa hơn đột nhiên xuất hiện. Tựa như hô ứng với đạo quang mang bảy sắc trong cự thạch, từ trong bầu trời đêm thăm thẳm, từ xa tới gần, bay qua đây với tốc độ kinh người. Trong sát na khi hai đạo quang mang dung hợp với nhau, nhất thời tản mát ra vô số kim quang, bay tới trên người Dương Thiên Lôi, nhanh như thiểm điện. Đúng lúc này, từng đạo kim quang kia bỗng nhiên dường như có sinh mệnh, bắt đầu bay lượn quanh người Dương Thiên Lôi, hóa thành từng dòng văn tự bằng kim quang lóe ra không ngừng những văn tự này dường như tràn đầy thiên địa chí lý, hàng ngàn, hàng vạn đại đạo ẩn chứa trong từng chữ đó như những sợi tơ quấn quanh người dương thiên lôi. Càng không ngừng xoay vòng bay lượn, Xoay tròn trong vòng 10 phút, khi đám văn tự màu vàng phát ra sáng ngời rõ ràng liền bắt đầu dung nhập vào trong người dương thiên lôi. Sau khi mấy ngàn văn tự kim quang lóng lánh dung nhập toàn bộ vào trong người dương thiên lôi, năng lượng bảy sắc trong cơ thể hắn bỗng nhiên ngưng tụ giữa bầu trời, tản mát ra kim quang bàn bạc hóa thành bốn chữ thật lớn màu vàng lóng lánh, huyền thiên chân kinh. Kim quang lóe lên lúc đó lần thứ hai tiếp tục chui vào trong người dương thiên lôi. Đúng vào lúc này, mưa gió sấm chớp đột nhiên ngừng lại một cách quỷ dị, dường như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra. Bầu trời lại trở lại sáng sủa, không gian hoàng yên tĩnh, bình hòa. Trăng rắc, trăng rắc. Một canh giờ sau, thân thể hắn phát ra âm thanh như tiếng xương vỡ, làn da bên ngoài lúc trước bị cháy đen bây giờ bong tróc ra từng mảng, giống như thoát thai hoán cốt, quanh thân thể tản mát ra một đạo quang mang bảy màu nhàn nhạt. Truyện sắc hiệp Đột phá bình cảnh Dương Thiên Lôi, ngươi Trở thành tinh giả Trương Tử Hàm nhất thời khiếp sợ nói, thanh âm vốn êm tai lúc này đề cao lên đến 800 đề xi ben. Ngày hôm qua là sinh nhật lần thứ 11 của ta, là kỳ hạn cuối cùng, ta rốt cuộc đột phá. Dương Thiên Lôi trầm giọng nói, tâm tình bất tri bất giác dung nhập vào thiếu niên truy cầu đỉnh cao võ đạo kia. Tại thời này, Dương Thiên Lôi rõ ràng cảm ứng được tâm tình thiếu niên đã từng trải qua, loại tâm tình mãi mê truy cầu đỉnh cao võ đạo bất chấp mọi gian nan hiểm trở. Mà hiện tại, cuối cùng đã có được cảm giác vén mây mù nhìn trăng sáng, vô cùng sảng khoái. Tại giờ khắc này, Dương Thiên Lôi bây giờ và Dương Thiên Lôi trước đây dường như có sự đồng cảm sâu sắc trong mắt hắn hiện lên hai đạo quan mang chấp nhất cùng kiên định thân thể gầy nhỏ tản mát ra khí thế dũng cảm tiến lên không sợ hãi bất cứ thứ gì chúc mừng ngươi trương tử hàm hơi khiếp sợ nói thế nhưng do trước đó không vượt qua được kỳ thi tấn cấp ngươi vẫn là đệ tử của ta đi thôi ta đưa ngươi đi luyện công buổi sáng trương tử hàm nói xong không cho dương thiên lôi kịp chất vấn liền vương bàn tay ngọc nhỏ bé nhẹ nhàng cầm tay dương thiên lôi thần kinh dương thiên lôi nhất thời có chút căng thẳng tuy rằng nội tâm người này hèn mọn không gì sánh được nhưng trên thực tế còn chưa có kinh nghiệm tiếp xúc với bất kỳ nữ nhân xinh đẹp nào đừng nói abc xin này kia ngay cả tay cũng chưa từng nắm qua duy nhất có một lần đại não nóng lên toàn thân phát nhiệt cuối cùng Z trùng thượng não mà sờ sờ tiểu pp cuối cùng dẫn tới bị kịch xuyên việt tới thế giới này như bây giờ cho nên, trong nháy mắt khi được siêu cấp mỹ nữ nắm tay, cảm giác trơn bóng, ôm như như không xương từ tay nàng truyền qua, khiến hắn có cảm giác như bị điện giật. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi cảm nhận được một cổ lực lượng nhu hòa nhưng cường đại từ bàn tay nhỏ bé của Trương Tử Hàm Dũng mãnh truyền vào trong cơ thể mình. Ngay sau đó, bên tai truyền đến tiếng gió vù vù. Cảnh vật hai bên bắt đầu lui nhanh về phía sau. Trong nháy mắt đã đạt tốc độ chạy nước rút 100 mét. À đánh. Dương Thiên Lôi khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, thấy mỹ nữ bên cạnh mặt không đổi sắc, hơi thở không gấp gáp, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Cái này con mẹ nó là trong phim sao? Là võ lâm cao thủ trong truyền thuyết. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn như vậy không ngờ ẩn chứa năng lượng cường đại như thế. Ký ức chung quy vẫn là ký ức. Mặc dù Dương Thiên Lôi có được ký ức như chính mình trải qua, cũng từ đó biết được một ít chuyện tình không thể tưởng tượng được thế nhưng, so với chấn động mang lại do tự thân thử nghiệm lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mạnh hơn nhiều, trực tiếp hơn nhiều. Vô hình chung, một loại cảm giác mong chờ xuất hiện càng mãnh liệt trong trái tim dương thiên lôi. Đây là một thế giới cường giả vi tôn. Thế giới như vậy không phải là thế giới võ hiệp ca thích nhất sao? Đao quan kiếm ảnh, khoái ý ân thù, tiếu ngạo giang hồ, bằng tuyệt thế thần công khiến vô số muội muội mê mẫn tâm thần chương 4, điều này sao có thể, thường. Chỉ chốc lát sau đó, Trương Tử Hàm liền dẫn Dương Thiên lôi tới một thao trường nhỏ rộng gần 400 thước vuông. Đứng tại trung tâm thao trường là một đội ngũ xếp thành hình vuông bao gồm các tiểu nam hài. Nữ hài chừng 7, 8 tuổi. Chào lão sư. Khi Trương Tử Hàm và Dương Thiên lôi đi tới, các tiểu nam hài và tiểu cô nương đồng thời hô lên bằng thanh âm non nớt như tiếng trẻ đang bú mẹ. Trương Tử Hàm buông tay Dương Thiên Lôi, miễn cười nói. Chào các đồng học. Dương Thiên Lôi, về hàng đi. Được. Dương Thiên Lôi bất đắc dĩ nói. Ta đã mất mặt nhiều năm như vậy, thêm mấy ngày nữa cũng không thành vấn đề, hơn nữa, còn có thể được gần gũi thưởng thức tuyệt đại mỹ nữ như thế này. Loại mỹ nữ cấp bậc như vậy, Dương Thiên Lôi dùng môn suy nghĩ cũng biết, vô luận là tại địa cầu hay thế giới này đều không có nhiều dương thiên lôi ngoan ngoãn đi tới chỗ ghế trống trong hàng nhìn bao quát đám tiểu hài tử thấp hơn mình một cái đầu dương thiên lôi không rõ ràng lắm thiếu niên kia làm sao có thể chịu đựng được cảm giác hạt giữa bầy gà này hắn thực cảm thấy xúc động muốn thổ huyết cho dù hắn liên tục không ngừng nhắc nhở mình dung nhập vào tâm cảnh của thiếu niên trong trí nhớ thế nhưng hắn lại không làm được cái này không giống như truy cầu võ đạo đỉnh cao có thể rất nhanh sinh ra đồng cảm chuyện này hắn căn bản không thể sinh ra bất luận chút đồng cảm gì. Đại ngu ngốc vậy mà lại đến muộn. Hì hì. Một nam sinh chừng 7, 8 tuổi nhìn chầm chầm vào dương thiên lôi cao to trước mặt, nói với một nam sinh cũng trạc tuổi đó bên cạnh. Học kỳ sau tên ngu ngốc này sẽ bị đuổi học. Hắn cũng khoảng cùng tuổi ca ca ta, đã 11 tuổi rồi. Ca ca ta đã là tinh giả cấp, hắn vẫn còn ở cấp 1. Thực mất mặt đúng vậy đây chính là hậu nhân dương gia đó tiểu hài tử xấu xa nói cái gì đó ngứa miệng hả vốn dương thiên lôi đang phiền muộn lại nghe được đối thoại của hai tiểu hài tử xấu xa này không thể nghi ngờ chính là họa vô đơn chí hắn làm sao có thể nhịn được lập tức quay đầu lại giống như hung thần ác sát trừng hai mắt nhìn hai tiểu nam hài tàn bạo nói hai tiểu nam hài nhất thời bị dọa lui về phía sau hai bước kinh ngạc mở to hai mắt. Bọn họ không ngờ Dương Thiên Lôi trước nay luôn nhẫn nhịn chịu đựng bỗng nhiên lại hung hăng như vậy. Trước đây ngay cả mắng thẳng vào mặt hắn là kẻ đại ngu ngốc, đại si đần. Hắn cũng không thèm để ý, hôm nay lại bỗng nhiên thay đổi. Hai tiểu nam hài xấu xa căn bản không thích ứng được, lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm một lời nào. Được rồi. Mọi người đã đông đủ chúng ta bắt đầu thần luyện, luyện công buổi sáng, đi thôi. Đúng lúc này, Mỹ nữ lão sư nhẹ giọng nói, thanh âm tuy nhỏ nhưng rõ ràng, truyền tới tai 36 người. Hôm nay là ngày đầu tiên ta cùng mọi người thần luyện. Trước khi thần luyện, ta nhấn mạnh một điều, tuy Hùng Vương đoán cơ công chỉ là công pháp sơ cấp, nhưng nó cũng là căn cơ của tu luyện giả. Có thể đột phá bình cảnh trở thành tinh giả cấp một rất đơn giản, Thế nhưng muốn thực sự rèn luyện hoàn toàn 365 khối cơ bắp quanh thân thể cũng rất khó. Chỉ có người thực sự nắm giữ chỗ tinh túy của nó mới làm được điều này. Việc đó và việc sau này các ngươi có thể nắm giữ đỉnh cao võ học có liên quan rất chặt chẽ. Hiện tại, các ngươi chuẩn bị điều kiện trạng thái tốt nhất để lão sư nhìn xem trong các ngươi ai nổi bật nhất. Nếu như ai có thể diễn luyện hết 36 thức, ta sẽ thưởng cho. Môi thơm hai mắt dương thiên lôi sáng bừng lên thiếu chút nữa thốt ra lời một lễ vật thần bí trương tử hàm trầm giọng nói dương thiên lôi vô cùng thất vọng cái này hoàn toàn là diễn trò dỗ tiểu hài tử nha bất quá thấy dáng dấp hưng phấn của đám tiểu hài tử kia dương thiên lôi biết mỹ nữ lão sư đã đạt được mục đích có thể trở thành học viên của học viện cực dương tất nhiên là thiên tài trong thiên tài nhiều thiên tài tụ tập một chỗ như vậy lại có ai chịu thua. Đừng nói Trương Tử Hàm muốn thưởng lễ vật thần bí, mặc dù không nói, các tiểu hài tử cũng sẽ khát khao tranh cao thấp, thể hiện mình với mỹ nữ lão sư mới tới, chính mình mới là thiên tài chân chính. Yêu cầu là tất cả chủ cơ cùng 80% phụ cơ đều rót vào tinh thần lực. Trương Tử Hàm nói tiếp. Các tiểu hài tử vốn đang kích động xoa tay muốn thử, khi nghe được những lời này của Trương Tử Hàm, ngoại trừ một vài người cá biệt, còn lại cả đám đều như gà mặt mưa, co ro rụt đầu hết. Phải biết rằng, Hùng Vương đoán cơ công có tổng cộng 36 thức. Mỗi một thức vừa độc lập, lại vừa nằm trong chỉnh thể hữu cơ. Muốn rèn luyện toàn thân thể phải đi từng thức, từng thức, đồng thời mỗi thức đều phải điều chỉnh tới cảnh giới thể xác và tinh thần hợp nhất, chuyển tải được tinh thần lực, tiếp theo rèn luyện cơ bắp tương ứng. Rót toàn bộ tinh thần lực vào chủ cơ không khó, nhưng muốn rót vào 80% phụ cơ lại không phải dễ dàng, nhất là đối với những sơ học giả còn chưa trở thành tinh giả. Có thể rót tinh thần lực vào phụ cơ nhiều hay ít phụ thuộc vào thiên phú của người đó đối với hùng vương đoán cơ công và trình độ nắm mắt tinh túy của nó. Bình thường, có thể rót vào 50% đã là thiên tài, đừng nói tới 80%. Điều kiện này vừa nói ra, liền có rất nhiều người lựa chọn từ bỏ. Bắt đầu trong nháy mắt dưới sự ra lệnh của mỹ nữ lão sư, hai tiểu hài tử xấu xa vừa đứng phía sau cười nhạo Dương Thiên Lôi không chút do dự liền bắt đầu thức thứ nhất. Mà những học sinh lựa chọn buông xuôi không tham dự thì tự động đứng thành một vòng tròn. Có điều, khiến bọn họ kỳ quái chính là, tên đại ngu ngốc Dương Thiên Lôi vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Lẽ nào hắn có thể đạt được yêu cầu 80%? Khi nghe đến hai chữ bắt đầu mặc dù Dương Thiên Lôi không phải bị Mỹ nữ lão sư lừa, nhưng trong lòng hắn đã có dục vọng tu luyện mãnh liệt. Trong nháy mắt, hắn tự hồ lần thứ hai trở thành thiếu niên kia, trong lòng ngoại trừ tu luyện cũng chỉ có tu luyện và tu luyện. Tinh giả cấp 1 Ta đã là một tinh giả cấp 1 rồi. Tinh thần lực hấp thu được còn có thể vô duyên vô cớ biến mất sao? Trong lòng Dương Thiên Lôi không khỏi rung lên. Lúc này, ký ức của hắn và Dương Thiên Lôi trước kia hoàn toàn dung hợp làm một. Sẽ không đâu. Ta đã không còn là ta trước kia nữa. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Lôi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chiêu thứ nhất, thức thứ nhất và tinh túy của Hùng Vương đoán cơ công nhất thời hiện lên trong đầu hắn. Trong nháy mắt, hắn trừ bỏ tất cả tạp niệm, cơ bắp toàn thân hoàn toàn thả lỏng. Chuyện y y, https.vn Sau một lát, một cổ khí tức yên lặng, bình hòa và tự nhiên phát ra trên người hắn. Chương 5, điều này sao có thể, hạ? Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện bên ngoài sân thần luyện. Hoa! Thật nhanh a. À. Hoàng dịch và từ ba đều đã đến thức thứ sáu. Nhìn đại ngu ngốc kia. Ha ha! Có phải đang ngủ không? Nhìn hắn làm gì? Hắn chỉ là đồ ngốc thôi tốt nhất vẫn là nhìn hoàng dịch và từ ba đi, đối với chúng ta may ra có chỗ tốt. Trong đám người có hai tiểu hài tử thấp giọng bàn luận. Hai tiểu nam hài tên Hoàng Dịch và Từ Ba đã hoàn thành thức thứ sáu của Hùng Vương đoán cơ công, nhưng Dương Thiên Lôi vẫn khép hờ hai mắt như trước, lẳng lặng đứng ở đó không nhúc nhích. Ánh mắt đám học viên nhìn về phía Dương Thiên Lôi vẫn tràn ngập khinh thường. Nhưng mà, khác với đám học viên này, ánh mắt mỹ nữ lão sư trương tử hàm cùng ba thân ảnh vừa mới lặng yên không tiếng động xuất hiện nhìn về phía dương thiên lôi lại càng lúc càng kinh ngạc thời gian từng giây từng giây trôi qua thân ảnh lộ vẻ đơn bạc của dương thiên lôi tựa như chậm rãi lớn lên lớn lên nữa hô hấp cũng càng lúc càng sâu càng lúc càng mảnh mảnh đến không thể nghe thấy còn chưa bắt đầu thức thứ nhất của hùng vương đoán cơ công hai vai dương thiên lôi bỗng nhiên kêu răng rắc một tiếng trầm xuống ngay sau đó thắt lưng eo khố đầu gối mắt cá chân các khớp ngón tay đều phát ra thanh âm cực nhỏ mặc dù người bình thường không nghe được nhưng mỹ nữ lão sư và ba thân ảnh kia lại nghe rất rõ ràng bọn họ biết rõ đó là dấu hiệu về sau sẽ đạt tới cảnh giới lỏng tỉnh chân chính thế nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến bọn họ kinh ngạc mà nguyên nhân thực sự chính là trên người dương thiên lôi tản ra cổ khí tức nhàn nhạt Hơi thở mỏng manh này lại khiến người ta có cảm giác thuộc về một người lưng hùng vai gấu, khí tức của gấu. Đây mới chính là Hùng Vương đoán cơ công đích thực. Tuy rằng các tu luyện giả đều có thể thông qua Hùng Vương đoán cơ công rèn luyện hoàn tất tuyệt đại bộ phận chủ cơ và phụ cơ quanh thân, trở thành tinh giả cấp 1, theo đó tiến bước càng lúc càng xa. Nhưng tuyệt đại đa số người lại không thể lĩnh ngộ Hùng Vương đoán cơ công chân chính. Rất nhiều người khi trở thành cường giả cao cấp mới chậm rãi lĩnh ngộ Thế nhưng, Dương Thiên Lôi này là thiếu niên ngay cả tinh giả cấp 1 cũng chưa đạt tới, không ngờ lại lĩnh ngộ được Hùng Vương đoán cơ công chân chính. Ồ! Đại ngu ngốc cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Ha ha! Người ta đều đã xong rồi, hắn mới bắt đầu. Ngay khi Hoàng Dịch và Từ Ba diễn luyện đến thức thư 22, Dương Thiên Lôi vốn như tên ngốc đứng yên không nhúc nhích cuối cùng cũng động. Thấy một màn này, trong đám người nhất thời truyền đến vô số tiếng cười chế nhau ô chỉ là tiếng cười của bọn hắn còn chưa kết thúc đã đột ngột ngừng bặt lại cả đám kinh ngạc thốt lên chuyện này sao có thể hùng vương đoán cơ công thức thứ nhất thức thứ hai thức thứ ba thức thứ bốn chỉ thấy dương thiên lôi diễn luyện sinh động lưu loát như nước chảy mây trôi mỗi thức đều trong nháy mắt rèn luyện cơ bắp hoàn toàn lỏng xuống không chút trở ngại liền mạch lưu loát đến nhanh đi nhanh trước giờ chưa từng thấy ai nhanh như vậy. Đây là cái dạng tốc độ gì? Mỹ nữ lão sư và ba thân ảnh kia đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Cực hạn của Hùng Vương đoán cơ công. Hắn lại có thể luyện tới cực hạn của Hùng Vương đoán cơ công. Trương Tử Hàm thì thào nói. Chính nàng cũng chỉ miễn cưỡng mới có thể làm được điều đó, nhưng chắc chắn không thể so với Dương Thiên Lôi. Mà mình đã là tinh giả cấp 6, Dương Thiên Lôi lại chỉ là một người mới vừa tấn cấp tinh giả cấp 1. Hắn làm sao có thể làm được? Khiếp sợ. Tuyệt đối là vô cùng khiếp sợ. Tại giờ khắc này, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mê người của Trương Tử Hàm đang há thật to, thật tròn. Bộ dáng nàng lúc này thực sự có thể mê hoặc bất cứ nam nhân nào. Đáng tiếc, lúc này vẻ đẹp phong tình mê người ấy lại không được ai chú ý tới. Ba thân ảnh kia nhìn nhau, cùng thấy được trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Chỉ là, trong chốc lát, ba người không hẹn mà cùng nghĩ tới chuyện kia, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Nhưng mà, tiếng thở dài của bọn họ còn chưa dứt, đã đồng thời hít sâu một ngụm khí lạnh, kinh ngạc thốt lên. Sao lại thế? Điều này sao có thể? Tinh thần lực dồi dào trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi hoàn thành hùng vương đoán cơ công như hải nạp bách xuyên, vạn lưu quy hải thân thể hắn dường như sở hữu nam châm có lực hút cường đại, tinh thần lực như từng mảnh sắc vụn hội tụ về phía thân thể dương thiên lôi bằng tốc độ kinh người. Truyện y https, vn Tốc độ hấp thu như vậy đối với cường giả tinh giả ngoài cấp 6 mà nói không tính là gì, nhưng đối với một người trong cảm nhận của mọi người ngay cả tinh giả cấp 1 còn chưa đạt tới thì là cái khái niệm gì? Không thể tưởng tượng. Chỉ trong chốc lát đó, tinh thần lực dồi dào liền bắt đầu bay nhanh tới dung nhập vào trong cơ thể dương thiên lôi, cũng dần dần tích xúc, đúng, là tích xúc mà không phải biến mất một cách quỷ dị. Không biến mất, không biến mất. Ta, rốt cuộc có thể ngưng tụ tinh thần lực. Tại giờ khắc này, hai dương thiên lôi tại hai thế giới khác nhau hoàn toàn dung nhập làm một. Không còn phân biệt rõ ràng nữa. Vô luận là tên sinh viên hèn mọn trên địa cầu hay là thiếu niên bi ai truy cầu đỉnh cao võ đạo trên đại lục huyền thiên đều trở thành một bộ phận không thể tách rời của sinh mệnh dương thiên lôi. Hai nửa dương thiên lôi cũng không phân rõ bên nào trọng, bên nào khinh, thật giống như một linh hồn hoàn chỉnh bị phân thành hai nửa, tại phương diện khác nhau, thời không khác nhau, địa điểm khác nhau, đã trải qua hai đoạn nhân sinh hoàn toàn khác nhau, tận đến bây giờ mới chính thức dung nhập làm một. Hợp hai làm một trở thành nguyên vẹn một dương thiên lôi chân chính. Một cảm giác no đủ tràn đầy dần xuất hiện trong cơ thể Dương Thiên Lôi, khiến các cơ bắp phồng lên. Dương Thiên Lôi lúc này biết đã đạt yêu cầu của mỹ nữ lão sư, ý niệm khẽ động, chủ cơ và phụ cơ quanh thân từ trên xuống dưới, từ trái sang phải bắt đầu khe khẽ rung lên rất có quy luật, chỉ chốc lát đã tuần hoàn một vòng quanh cơ thể hắn. 2. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng mở hai mắt cơ bắp quanh thân vặn thành nhất thể, bật lên thành tiếng, song trưởng toàn lực đẩy ra, khi vậy mà phát ra tiếng xé gió rất nhỏ. trăm phần trăm, trương tử hàm và ba thân ảnh kia lần thứ hai lộ ra ánh mắt khiếp sợ. hồng toàn, xem ra hôm nay ngươi không cần đưa tôn tử của ngươi về rồi. một lão nhân mặc bạch y, tóc bạc, râu bạc trắng, lông mi cũng bạc, toàn thân đều là màu trắng, nhìn không ra tuổi tác chính là một trong ba thân ảnh, dừng lại trên người Dương Thiên Lôi, nhẹ giọng nói. Chương 6, Khiêu Khiêu Đường, Thượng Bên trái lão nhân mặt bạch y, một vị lão nhân khác thân hình cao lớn, quanh người tản ra một cổ uy ác vô hình, vẻ mặt vui mừng và kích động nhìn Dương Thiên Lôi. Đã bao nhiêu năm làm gia chủ Dương Gia, một trong lưỡng đại nguyên soái đế quốc các ương, Dương Hồng Toàn, trong ấn tượng của mọi người luôn luôn uy nghiêm, Thiết huyết chưa từng bao giờ kích động như vậy. Thế nhưng giờ khắc này, lão rốt cuộc không che giấu được kích động trong lòng mình. Nghe lão nhân mặt bạch y nói, Dương Hồng Toàn, vị nguyên soái đế quốc cát ương được người người kính ngưỡng. Thở vào một hơi thật dài, tự như gỡ bỏ được tảng đá luôn đè nặng trong lòng, cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thư thái, kích động nói: "Đúng vậy, không cần." Thiên Lôi Công nhi của ta, rốt cuộc vượt qua được chướng ngại đầu tiên. Dương lão, cảm tạ ngươi. Thân là một trong lưỡng đại nguyên soái đế quốc các ương, dưới một người mà trên vạn người, đủ để cúi đầu nhìn chúng sinh. Vậy mà Dương Hồng Toàn lại xưng hô lão nhân mặt bạch y là Dương lão, hơn nữa ngữ khí cũng thập phần kính trọng, có thể tưởng tượng được địa vị của lão nhân mặt bạch y tại đế quốc các ương là thế nào. Không cần cảm tạ ta. Trời không phụ người có tâm đây chính là kết quả nỗ lực của chính thiên lôi. Lão nhân mặt bạch y mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ta đi xem thiên lôi. Đúng lúc này, đứng ở phía bên phải dương lão, nam nhân trung niên nãy giờ vẫn yên lặng đột nhiên trầm giọng nói. Thanh âm của hắn tự hồ không chứa bất luận cảm tình gì, lạnh lùng, cứng nhắc, như vẻ mặt của hắn vậy. Mặc dù trong ánh mắt hiện ra vẻ vô cùng kích động, nhưng vẫn khó có thể phai nhạt được khí chất khắc nghiệt bẩm sinh trên người hắn trường bào màu hồng rực như lửa, vốn nên tràn ngập sức sống và phấn chấn nhưng khi mặt trên người hắn lại biến thành máu tươi đỏ sậm, máu của địch nhân. Hắn là Thuyết y đại tướng Dương Huyền Phong, phụ thân của Dương Thiên Lôi. Hô! Dương Thiên Lôi thở ra một hơi trọc khí thật dài, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn rõ ràng cảm ứng được, mình không những đột phá bình cảnh, trở thành tinh giả cấp 1, hơn nữa còn trực tiếp vượt qua hai cảnh giới nhập môn và đại thành, đạt tới tinh giả cấp 1 đỉnh phong. Dương Thiên Lôi dĩ nhiên biết đẳng cấp tu luyện trên Đại Lục Huyền Thiên tổng cộng chia làm 9 đẳng cấp, từ tinh giả cấp 1 đến tinh giả cấp 9. Mà mỗi cấp lại chia làm 3 cấp độ nhập môn, đại thành và đỉnh phong. Cấp độ nhập môn, đại thành và đỉnh phong cũng không phải tiến hành theo chất lượng, mà phân chia theo trình độ hoàn thành đẳng cấp. Nói ví dụ Đẳng cấp tinh giả cấp 1, cảnh giới nhập môn là hoàn thành rèn luyện toàn thân 100% chủ cơ và 50% phụ cơ, cảnh giới đại thành là hoàn thành rèn luyện toàn thân 100% chủ cơ và 90% phụ cơ, mà cảnh giới đỉnh phong là hoàn thành rèn luyện toàn thân 100% cả chủ cơ và phụ cơ. Việc này có liên quan chặt chẽ tới tư chất và ngộ tính của tu luyện giả. Vô luận là nhập môn hay đỉnh phong, cũng không ảnh hưởng tới tu luyện sau này. Giống như trong cuộc thi, 60% và 100% đều như nhau, chỉ cần đạt tiêu chuẩn là có thể tiến hành bước tu luyện tiếp theo. Chờ sau khi mình trở thành cường giả cấp cao hơn, thực lực và ngộ tính được nâng cao, lại quay lại bù đắp những gì trước đó chưa hoàn thành rèn luyện, cũng giống như học sinh cấp 3 quay trở lại trường cấp 2 khi mình chưa học giỏi. Chuyện này tương đối mà nói, đơn giản hơn nhiều. Thế nhưng, tu luyện giả như Dương Thiên Lôi một lần liền đạt tới cảnh giới tinh giả cấp một đỉnh phong cũng là trong vạn người không tìm được một. Thiên lôi. Một thanh âm lạnh lùng quen thuộc bỗng nhiên vang lên bên tai dương thiên lôi. Khi hắn còn chưa có phản ứng, trước mặt đã bao trùm một mảng hồng rực. Ngay sau đó, hai cánh tay lực lưỡng đột nhiên ôm chặt hắn, một bàn tay to lớn, nặng nề vỗ vỗ mạnh vào lưng hắn. Tốt. Tốt lắm. Mẫu thân con nhất định sẽ rất cao hứng. Thanh âm vẫn lạnh lùng như trước, nhưng nghe vào trong tai Dương Thiên Lôi lại giống như sấm sét. Mẫu, mẫu thân ta. Nghe tới hai chữ mẫu thân, trong nháy mắt, trong lòng Dương Thiên Lôi nhất thời hiện ra một thân ảnh gầy gò, thê mỹ. Trong gia tộc, thân ảnh kia vì mình mà chịu đủ châm chọc. Tức hiếp và khiêu khích. Thân ảnh ấy cũng chưa bao được tươi cười, gửi gắm toàn bộ hy vọng và tình yêu vào chính mình một xúc mãnh liệt tới khó hiểu nhất thời trào dân trong lòng Dương Thiên Lôi. Mẫu thân hy vọng con trở thành cường giả, cường giả chân chính, cường giả vượt qua tinh giả cấp chính đỉnh cao. Đó là hy vọng, là nguồn sống duy nhất của mẫu thân. Dương Thiên Lôi vĩnh viễn nhớ kỹ ánh mắt kiên định cùng ngữ khí chấp nhất của mẫu thân khi nói những lời này. Phụ thân, mẫu thân, người có khỏe không? Dương Thiên Lôi không chút do dự gọi một tiếng, phụ thân, mẫu thân sâu trong nội tâm hắn cũng không hề cảm thấy một chút khác thường cùng mất tự nhiên nào sau khi chính thức hợp hai làm một hoàn toàn dung nhập tất cả những gì của thiếu niên dương thiên lôi trước đây bây giờ cũng là của hắn loại cảm giác này thật không thể nào hình dung được nhưng lại thực sự xuất hiện trong lòng dương thiên lôi vị phụ thân luôn trầm mặc ít lời nhìn như lạnh lùng vô tình này đã vì mẫu thân vì tu luyện của mình mà bỏ ra không ít tâm huyết thậm chí nguy hiểm tới tính mạng trả một cái giá không nhỏ điều này hắn biết tuy rằng ở trước mặt hắn phụ thân chưa bao giờ nhắc tới nhưng hắn biết trên người phụ thân có một vài vết sẹo sâu tới tận xương vĩnh viễn không cách nào lành lại chính là vì hắn mà có rất khỏe mẫu thân con chưa bao giờ từ bỏ hy vọng đối với con dương huyền phong kích động nói huyết y đại tướng dương huyền phong biểu tượng thiết huyết hồng bào Khí thế băng lãnh đặc trưng khiến Trương Tử Hàm liếc mắt liền nhận ra người này chính là người trong truyền thuyết, khiến địch nhân nghe tên đều kinh hãi huyết y đại tướng, tinh giả cấp 8 đỉnh phong, dương huyền phong. A. À, viện trưởng Trương Tử Hàm lần thứ hai kinh ngạc. Không ngờ trong ngày đầu tiên mình làm lão sư lại thấy được huyết y đại tướng trong truyền thuyết và vị viện trưởng rất ít khi lộ diện. Ngoài ra còn một lão giả vừa nhìn liền biết là một đại nhân vật. Đọc truyện kiếm hiệp gia gia dương thiên lôi nhẹ giọng gọi vậy mới tốt chứ thiên lôi gia gia rất cao hứng dương hồng toàn không chút che giấu niềm vui sướng của mình nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu dương thiên lôi hưng phấn nói gia gia liệt hỏa quân thần dương hồng toàn trương tử hàm nhất thời nhận ra lão giả này là ai lần thứ ba kinh ngạc mở to hai mắt nhìn tiểu hàm a đúng lúc này dương lão mỉm cười nhìn trương tử hàm nhẹ giọng nói viện trưởng trương tử hàm từ lâu đã mất đi bộ dáng lão sư trở thành một tiểu nữ sinh có điểm kích động cùng xấu hổ cúi đầu hai tay nắm chặt góc áo thấp giọng nói bộ dáng kia thật muốn bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu ngoan ngoãn trận khảo hạch này hẳn là thiên lôi thắng ngươi không phải vừa nói sẽ có phần thưởng bí mật sao đâu để lão nhân ta nhìn xem đó là thứ tốt gì." Dương lão đùa giỡn nói. "Chương 7, khiêu khiêu đường hạ." "A." À. "Viện trưởng." "Ta." À. Trương Tử Hàm nhất thời lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ trở nên đỏ bừng. Nguyên lai nàng chỉ định lừa dối mấy tiểu hài tử này để chúng ra sức diễn luyện mà thôi. Về phần cái phần thưởng bí mật kia chính là sáng tạo độc đáo do nàng tự tay chế tác, tùy thời đều mang trên người nhưng trước mặt viện trưởng, nàng sao có thể không biết xấu hổ mà mang ra. Vốn định tìm một thứ gì đó thay thế, nhưng khổ nổi, nàng một thân quần áo nhẹ nhàng, ngoại trừ thứ mà nàng gọi là phần thưởng bí mật kia, cùng không còn bất cứ vật gì khác. Trương Tử Hàm cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng, thế nhưng đối mặt với Dương Lão, liệt hỏa quân thần Dương Hồng Toàn, cùng với Dương Thiên Lôi và đông đảo ánh mắt chờ mong của đám tiểu hài tử, nàng đành phải chậm rãi móc từ trong túi tiền ra một vật gọi là phần thưởng bí mật vô cùng xấu hổ duỗi bàn tay nhỏ bé ngọc ngà màu đỏ màu xanh màu tím nguyên một đám tiểu đậu đậu trong suốt sáng lóng lánh xuất hiện trong lòng bàn tay nàng cả cái cổ trắng như tuyết của trương tử hàm cũng đều trở nên đỏ bừng giống y như lúc nàng thấy dương thiên lôi xích lõa vậy ồ đây là vật gì vậy Lấy kiến thức rộng rãi của Dương Lão và Dương Hồng Toàn cũng không nhận ra tiểu đậu đậu đáng yêu trong tay Trương Tử Hàm. Đường, đường. Hai lão đầu kinh ngạc mở to hai mắt. Chuyện tiên hiệp. Ta, đường do ta tự tay làm, ta gọi nó là. Khiêu khiêu đường. Trương Tử Hàm xấu hổ thấp giọng nói. Ha ha ha. Hai lão nhân rốt cục không nhịn được bật cười thành tiếng. Ngay cả người thiết diện vô tình như huyết y đại tướng Dương Huyền Phong cũng không nhịn được, khóe miệng co quắp lại. Tiểu nha đầu này thật đáng yêu. Ăn rất ngon, thực sự ăn rất ngon. Trương Tử Hàm nhịn không được nói thêm. Lời vừa nói ra càng khiến hai lão nhân cười lớn hơn. Khác với hai lão nhân chính là Dương Thiên Lôi cũng khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kích động không thể tưởng tượng được, còn có thêm cả vẻ chấn động. Là một người có kiến thức rộng rãi, cũng đã xem qua không ít các trang web đại sắc giới. Tại phương diện khác có thể hắn ngu dốt, nhưng đối với loại công cụ gọi là khiêu khiêu đường này, Dương Thiên Lôi không thể nào không quen thuộc. Chứng kiến tiểu mỹ nữ tạm thời xếp thứ nhất trong suy nghĩ của mình không ngờ lại xuất ra cái vật mê người đó, trong đầu Dương Thiên Lôi nhất thời xuất hiện tràn cảnh không dành cho lứa tuổi nhi đồng, nhìn về phía mỹ nữ lão sư, hai tròng mắt dần hiện ra quan mang cổ quái chỉ có hắn mới có thể hiểu được đồ tốt. Ta rất thích. Cực kỳ thích. Cảm tạ mỹ nữ lão sư. Dương Thiên Lôi mang theo một tia mỉm cười kỳ dị, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của Trương Tử Hàm. Dốc toàn bộ, khiêu khiêu đường, trong tay nàng sang lòng bàn tay mình, vô cùng nghiêm túc nói. Mỹ nữ lão sư. Dương Hồng Toàn và Dương Huyền Phong đồng thời nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, Dương Thiên Lôi lúc này so với trước đây dường như đã khác rất nhiều. Những lời như vậy, trước đây hắn tuyệt không có khả năng nói ra. Bất quá, hai người liền cảm thấy thoải mái. Có lẽ trước đây hắn chịu quá nhiều áp lực, hiện tại đã đột phá bình cảnh, trở thành tinh giả cấp 1, áp lực trói buộc hắn 6 năm, rốt cuộc đã được gỡ bỏ. Hắn lúc này mới thực sự là hắn. Ừ. Không tệ. Không tệ. Tuy nhiên, lão nhân ta hy vọng ngươi một lần nữa ban thưởng hạng nhất cho dương thiên lôi dương lão nói đến đây tự hồ hữu ý vô ý liếc nhìn dương thiên lôi cánh tay già nua nhẹ nhàng vung lên thoáng chốc một cổ tinh thần lực thổ hệ khủng bố xuất hiện bày ra một tầng kết giới nghiêm mật ngăn cách hoàn toàn mọi người với đám tiểu hài tử kia dương hồng toàn dương huyền phong dương thiên lôi cùng trương tử hàm đồng thời cả kinh không rõ vì sao dương lão lại bày ra tầng kết giới này lẽ nào có chuyện tình cơ mật muốn nói viện trưởng ngài nói trương tử hàm nhẹ giọng nói hùng vương đoán cơ công đối với thiên lôi mà nói không còn ý nghĩa lớn trong tu luyện về sau ngươi hãy truyền cho hắn cử chuyển dịch cân kinh đi cử chuyển dịch cân kinh dương thiên lôi trương tử hàm dương hồng toàn và dương huyền phong đồng thời cả kinh cử chuyển dịch cân kinh cũng giống như hùng vương đoán cơ công đều là công pháp sơ cấp thượng thừa nhất. Tuy nhiên, Hùng Vương đoán cơ công là công pháp tất cả học giả tại học viện cực dương đều phải tuy luyện, cũng là chương trình tu luyện duy nhất. Nhưng muốn tu luyện, cử chuyển dịch cân kinh lại cần điều kiện cực cao. Thứ nhất, phải dưới 8 tuổi, thứ hai, phải đạt được cảnh giới tinh giả cấp một đại thành. Nói cách khác, phải rèn luyện hoàn toàn 100% chủ cơ và trên 90% phụ cơ mới có thể tu luyện. Hai điều kiện này nhìn như đơn giản nhưng người thực sự có thể làm được cũng là vạn người có một. Phải biết rằng, 8 tuổi đạt đến tinh giả cấp 1 đã là tương đối khó khăn. Mà dù đạt đến, rất nhiều người do ngộ tính và tư chất bản thân có hạn, căn bản không thể rèn luyện tới 90% phụ cơ. Đó là lý do vì sao rất nhiều người khi đạt đến tinh giả cấp 1, qua một thời gian tu luyện, phát hiện không thể tiếp tục rèn luyện thêm nhiều phụ cơ, sẽ bắt đầu tu luyện công pháp cấp 1 nhanh chóng thăng cấp. Tuyệt đại đa số tu luyện giả đều đợi đến sau khi đạt tới tinh giả cấp 6 mới từng bước hoàn tất rèn luyện phụ cơ. Có thể nói, tại toàn bộ học viện cực dương cũng chỉ có rất ít thiên tài mới có tư cách tu luyện, cử chuyển dịch cân kinh. Sở dĩ quy định hai điều kiện này, cũng không phải học viện cực dương cố tình giấu bí kíp, mà là vì bản thân, cử chuyển dịch cân kinh cần phải như vậy. Tu luyện giả nếu không đạt được hai điều kiện này mà vẫn cố tình tu luyện, sẽ không có bất cứ lợi ích gì, không tiến bộ bằng tu luyện công pháp bình thường. Cái được tuyệt đối không đủ bù cho cái mất. Mà hiện tại Dương Thiên Lôi đã 11 tuổi. Mặc dù hắn đạt tới cảnh giới tinh giả cấp một đỉnh phong, nhưng niên kỷ của hắn đã vượt quá 3 tuổi, vì sao Dương Lão còn để hắn tu luyện cửu chuyển dịch cân kinh? Đó chính là nguyên nhân khiến Trương Tử Hàm, Dương Hồng Toàn cùng Dương Huyền Phong cảm thấy kinh ngạc. Khác với ba người chính là, Dương Thiên Lôi cũng khiếp sợ cái tên Cửu chuyển Dịch Cân Kinh nghe cực kỳ trâu bò này. Nghe ra có vẻ so với Tuyệt Học Thiếu Lâm, Dịch Cân Kinh còn muốn trâu bò hơn. Đương nhiên, cũng chỉ là nghe mà thôi. Phải biết rằng, Dịch Cân Kinh là nội công tâm pháp vô thượng, có thể thoát thai hoán cốt, tẩy kinh phạt tủy. Dương Thiên Lôi hiểu rất rõ, tuy rằng cái tên Cửu chuyển Dịch Cân Kinh này nghe rất trâu bò, nhưng cũng chỉ là một loại công pháp rèn luyện gân mạch toàn thân mà thôi. Sự khác nhau về bản chất của hai công pháp này căn bản là không thể so sánh. Chương 8, Cửu chuyển dịch cân kinh Dương Lão, Thiên Lôi đã 11 tuổi. Có thể chứ? Dương Hồng Toàn nhịn không được, hỏi. Mặc dù trong lòng không hề nghi ngờ những lời của Dương Lão, nhưng việc này quan hệ rất lớn đến phát triển sau này của Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi đã 11 tuổi, so với các bạn cùng lứa khác mà nói đã tục hậu rất nhiều rồi thời gian đối với dương thiên lôi thực sự là rất quan trọng lão không thể không cẩn thận dương lão cười thần bí lại từ chối cho ý kiến chỉ nói một tháng sau gặp mặt sẽ hiểu ngay ngày hôm ấy dương hồng toàn dương huyền phong liền trở lại dương gia dương hồng toàn triệu tập toàn bộ thành viên gia tộc bí mật cử hành một tiệc chúc mừng cực kỳ long trọng Nguyên nhân chúc mừng đương nhiên là việc Dương Thiên Lôi đột phá bình cảnh, trở thành tinh giả cấp 1. Tuy nhiên, ý định của Dương Hồng Toàn cũng hơi lạ. Chỉ thông báo tin tức Dương Thiên Lôi trở thành tinh giả cấp 1, về phần cảnh giới đỉnh phong và việc tu luyện, cử chuyển dịch tân kinh lại không hề nói qua. Dù vậy, việc này cũng khiến cả gia tộc quanh động không nhỏ. Mấy nhà vui sướng, mấy nhà sầu. Người vui nhất đương nhiên là mẫu thân của Dương Thiên Lôi, Lộ Miễu Ân nàng chưa từng bao giờ tươi cười trong nháy mắt nghe thông tin này lại vì vui quá mà bật khóc thấy một màn này khuôn mặt băng lãnh của dương huyền phong đến bây giờ mới chính thức thả lỏng một chút tảng đá đè nặng trong lòng rốt cục cũng được gỡ xuống dương huyền phong có ba thê tử trong ba người chỉ có lộ miểu ân là do chính hắn lựa chọn cũng là nữ nhân hắn yêu nhất ngoại trừ lộ miểu ân hai thê tử kia đều là những đám hỏi chính trị mỗi một người đều có gia tộc sau lưng làm chỗ dựa vững chắc. So với nữ tử lộ miễu ân không có bất cứ chỗ dựa nào, địa vị của hai người tại dương gia tất nhiên vượt xa so với lộ miễu ân. Mẫu lấy tử quý Vốn có thể hy vọng dựa vào tài năng của Dương Thiên Lôi mà thay đổi địa vị của lộ miễu ân trong gia tộc, lại không ngờ rằng Dương Thiên Lôi tu luyện liên tục 6 năm lại không hề có tiến bộ. Điều này càng làm cho nàng sống trong gia tộc chịu đủ ánh mắt lạnh nhạt và trào phúng mặc dù dương huyền phong càng sủng ái nàng hơn nhưng cũng không có cách nào thay đổi chuyện này dương huyền phong đối với dương thiên lôi làm hết thảy là vì cái gì không phải là vì danh dự của dương gia cũng không phải vì dương thiên lôi lại càng không phải vì chính hắn mà là vì nữ nhân trong lòng hắn yêu nhất lộ miểu ân dương thiên lôi là nhi tử lộ miểu ân yêu thương nhất là tất cả của nàng mà lộ miểu ân nữ nhân thần bí ngay cả dương huyền phong cũng không thật sự hiểu thấu nàng lại cũng là tất cả của dương huyền phong cho nên dương huyền phong chỉ có thể càng yêu nàng bao dung nàng tất cả kể cả bí mật chỉ tồn tại giữa hai người bọn họ dương thiên lôi lộ miểu ân luôn hy vọng dương thiên lôi trở nên mạnh mẽ cái loại hy vọng này mãnh liệt đến nỗi dương huyền phong cũng không thể lý giải được bởi vì hắn biết lộ miểu ân căn bản không quan tâm địa vị của mình trong gia tộc là thế nào dường như, nàng chỉ đơn thuần hy vọng nhi tử của mình có thể trở thành cường giả, cường giả siêu cấp. Biết tin dương thiên lôi tấn cấp tinh giả cấp 1, những người khác trong dương gia, nhất là các đường huynh đệ cùng lứa với dương thiên lôi tuy rằng ngoài mặt vui mừng, nhưng nội tâm lại hoàn toàn khác. Bọn họ thực sự có điểm kinh ngạc, nhưng là kinh ngạc vì vận mệnh cứt chó của dương thiên lôi. Không ngờ tại một ngày đêm cuối cùng khi 11 tuổi lại có thể đột phá bích chướng. Thế nhưng, trong nội tâm bọn họ càng thêm coi thường và khinh bỉ Dương Thiên Lôi, cùng càng ngạc nhiên trước quyết định của gia gia Dương Hồng Toàn. Có cái gì đáng ăn mừng? 11 tuổi mới trở thành tinh giả cấp 1, lẽ nào lão nhân gia người còn trông cậy vào hắn có thể làm nên đại sự gì? Hắn căn bản chỉ là một phế tài. Chỉ có chúng ta mới là những người tới đây sẽ chính thức cạnh tranh chức vị gia chủ Dương gia. Buổi chiều cùng ngày. Truyện yi.https.vn dương thiên lôi đương đương trương tử hàm đứng trước cửa phòng dương thiên lôi hô to chỉ bất quá lần này nàng không dám trực tiếp đẩy cửa bước vào mà là gõ cửa sợ tên kia lại đang mát mẻ nàng có thể chịu không nổi bất quá dù vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của trương tử hàm vẫn như trước trở nên ửng đỏ thật không có biện pháp lần kích thích thị giác cường đại kia Đối với một thiếu nữ ngây thơ tình đậu chưa khai như nàng mà nói, thật sự là ấn tượng quá sâu sắc. Lúc này, hình tượng Dương Thiên Lôi quân tử thản đảng đảng kia kìm không được lại xuất hiện trong đầu nàng. Xua đuổi thế nào cũng không được. Mỹ nữ lão sư. Trong nháy mắt nghe được thanh âm của Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi như thiểm điện vọt tới trước cửa, giật mạnh ra, thò đầu ra ngoài xem xét. Ách! Ngươi! Ngươi không thể chậm một chút sao? Trương Tử Hàm đại quẩn. Nàng vốn đứng ở cửa, không nghĩ tới Dương Thiên Lôi đi ra mạnh mẽ như vậy. Đi ra còn không tính, thân thể còn lao mạnh về phía trước một chút, khiến hai người thiếu chút nữa ôm lấy nhau, mặc dù chưa tới mức tiếp xúc thân mật, nhưng cũng là mặt đối mặt, mũi đối mũi, hai cái miệng nhỏ nhắn gần kề. Cũng may là Trương Tử Hàm phản ứng nhanh nhẹn. Xin lỗi. Xin lỗi. Nghe thấy thanh âm của lão sư, ta thật sự là khẩn trương ngươi quên đi lần sau chú ý chút nhìn nhãn thần trong suốt và dáng dấp thành thật dị thường của dương thiên lôi trong lòng trương tử hàm mềm nhũng nhẹ giọng nói nói xong liền đi trước vào trong viện dương thiên lôi nhịn không được len lén nuốt nước miếng một cái nhìn bông lưng tuyệt mỹ mê người của trương tử hàm trong lòng âm thầm kêu đáng tiếc còn kém một chút a à. nhưng hắn lại trơ mắt nhìn cái miệng anh đào nhỏ mang theo mùi thơm cơ thể nhàn nhạt say lòng người đi xa dần tuy nhiên đây tuyệt đối là vô tâm là trùng hợp thôi nhưng tại sao mình không chạy nhanh hơn chút nữa chứ nếu chạy nhanh thêm một chút nữa chính mình không phải còn đứng ngay ra đó làm gì không phải ngươi chờ không được sao vào nhà đi chúng ta bắt đầu ngay khi dương thiên lôi nhìn bóng lưng trương tử hàm còn đang muốn tiếp tục y y Trương Tử Hàm bỗng nhiên xoay người trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, nói: "Khẩn cấp, vào nhà." Bắt đầu, Dương Thiên Lôi trợn mắt há miệng. Tuy biết rõ nữ hài ngây thơ như giấy trắng Trương Tử Hàm này đơn thuần chỉ là nói chuyện tu luyện, nhưng Dương Thiên Lôi vẫn như trước không khống chế được cái loại tư tưởng đen tối phản phất như ngấm vào trong xương tủy này của mình. "Huống chi, tu luyện bình thường đều là ở bên ngoài." tại sao vị mỹ nữ lão sư này lại muốn đi vào trong phòng? Vâng. Tuy rằng trong lòng Dương Thiên Lôi cảm thấy nghi hoặc, nhưng căn bản không định hỏi, không chút do dự giáp, nhanh chóng đi vào gian nhà giảng đơn, trống trải của hắn. Chương 9, có thể không khẩn trương sao? Sau khi Trương Tử Hàm đi vào, hai mắt lóng lánh như nước hồ thu chậm rãi nhìn lướt qua, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phòng của Dương Thiên Lôi không ngờ đơn sơ đến như vậy, khác hoàn toàn so với các thiếu niên đại gia tộc khác. Thật sự là đơn sơ tới mức khó coi. Bất quá, vẻ đơn sơ này lại khiến trong lòng Trương Tử Hàm sinh ra một tia hảo cảm. Dương Thiên Lôi nhìn chầm chầm khuôn mặt tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm bằng ánh mắt nóng bỏng. Tuy nhiên, cái nhìn này trong mắt Trương Tử Hàm lại biến thành Dương Thiên Lôi bức thiết muốn tu luyện, cử chuyển dịch cân kinh. Điều này làm cho nàng rất hài lòng. Cho nên, Trương Tử Hàm cũng không nhiều lời vô ích, trực tiếp cởi chiếc đai lưng dài trắng như tuyết đeo bên hông ra cái này cũng chưa tính nàng không ngờ còn cởi luôn chiếc áo dài phiêu giật cũng màu tuyết trắng lộ ra một bộ luyện công phục cũng màu trắng rộng thùng thình như đạo bào dáng người lã lướt hấp dẫn lập tức hiển lộ không sót chút nào vòng eo mảnh khảnh cái mông hơi vểnh lên hai ngon núi nhấp nhô không thứ gì là không mê hoặc chết người hai mắt dương thiên lôi nhất thời trận trắng như chuông đồng cởi đai lưng ra Trương Tử Hàm ra lệnh. Không phải chứ? Lẽ nào thực sự muốn? Dương Thiên Lôi nhất thời thở gấp, tim đập nhanh hơn. Ca vẫn còn là tiểu sử Nam A, được rồi, xem nàng so với Little Girl còn hấp dẫn hơn mấy chục lần, lần đầu tiên, ca cũng cố mà làm vậy. Hiến thân cho nàng. Nhưng nàng phải chịu trách nhiệm đấy. Dương Thiên Lôi mắt hồng tai đỏ, biểu tình bi tráng, rất có dáng vẻ quyết tâm hiến thân anh dũng sạch một tiếng liền rút sạch đai lưng trên người ra, hô lên. đến đây đi. trương tử hàm tự hồ phát hiện thái độ khác thường của dương thiên lôi, nhưng lại không có nghi ngờ gì, mỉm cười nói. không cần khẩn trương như vậy. cứ thả lỏng thể xác và tinh thần. người ta. lần đầu tiên. có thể không khẩn trương sao được. điều này cũng đúng. tuy nhiên. trương tử hàm hơi ngừng lại một chút, nói tiếp tu luyện cử chuyển dịch cân kinh, thân thể phải ở vào trạng thái cực kỳ thả lỏng, không thể có bất luận ràng buộc gì, bằng không sẽ ảnh hưởng tới vận chuyển tinh thần lực trong cơ thể. Điểm này, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ách! Dương Thiên lôi sụ mặt không nói gì. Không khí diễm tình cứ như vậy bị phá hủy. Bất quá, trong nháy mắt tên này liền lần thứ hai dựa theo sơ hở trong lời nói của Trương Tử Hàm mà thừa cơ lợi dụng. Điều này chẳng phải là muốn. Lỏa thể, Dương Thiên Lôi tỏ vẻ giật mình nói. Ánh mắt không kìm được liếc qua liếc lại một vòng trên thân thể Trương Tử Hàm. Lần này, ngay cả người đơn thuần như Trương Tử Hàm cũng minh bạch. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ nhất thời đỏ bừng. Trong nháy mắt này, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác bị Dương Thiên Lôi nhìn thấu. Giống như mình đang lỏa thể trước mặt hắn, trong đầu kìm không được lại hiện ra hình ảnh Dương Thiên Lôi toàn thân xích lỏa, thế nhưng... Trương Tử Hàm lại không có cách nào phản bác, bởi vì, toàn thân xích loại đích thực là điều kiện tu luyện tốt nhất của cử chuyển dịch cân kinh. Thấy Trương Tử Hàm không phản bác, Dương Thiên lôi nhất thời mở cờ trong bụng, thực sự là hy vọng tràn trề A. À. Không ngờ vừa mới tới thế giới này liền có thể thể nghiệm dương quá cùng tiểu long nữ song tu, tràn cảnh kiều diễm. Vận may của mình cũng thật là quá tốt đi. Bình tĩnh! Bình tĩnh! nếu để mỹ nữ lão sư nhìn thấu tâm tư đen tối của mình nói không chừng chuyện tốt sẽ hỏng mất nghĩ tới đây dương thiên lôi nhất thời thu liễm tinh thần giả bộ một đệ tử truy cầu võ đạo chân chính dùng đôi mắt trong suốt của mình quan sát vẻ e thẹn tư thái khó xử của trương tử hàm nhãn thần trong suốt khuôn mặt thanh tú lần thứ hai lừa dối thành công trương tử hàm hắn chỉ là một tiểu hài tử là do mình suy nghĩ nhiều quá Trương Tử Hàm hít sâu một hơi, ổn định tâm tình của mình, nhẹ giọng nói. Ngươi! Nói rất đúng. Chờ ta giảng giải cho ngươi, trong lúc ngươi tự lưu luyện có thể. Không mặc quần áo. Được rồi. Bây giờ ta bắt đầu giảng giải. Ngươi chú ý nghe. Trương Tử Hàm nói xong liền bắt đầu giảng giải. Cửu chuyển dịch cân kinh và các công pháp rèn luyện gân mạch khác đều giống nhau, mục đích cũng là rèn luyện gân mạch toàn thân tuy nhiên hiệu quả rèn luyện của nó so với các công pháp khác lại cao hơn rất nhiều không chỉ có thể sử dụng gân mạch quanh thân co duỗi như thường hơn nữa sức co và sức giãn của gân mạch đều cường đại hơn nhiều ngươi xem đây trương tử hàm nói xong thân thể bỗng nhiên mềm mại như rắn hoặc về sau rồi không lên đầu nhô ra từ hai mắt cá chân mặc dù loại nhu công này các cô nương biểu diễn tạp kỹ trên tv cũng có thể làm được nhưng so với cái kiểu mềm mại không xương của trương tử hàm trình độ của các cô kia còn xa mới bằng hai mắt dương thiên lôi nhìn chăm chăm hai người vốn cách nhau không xa dù sao không gian trong phòng cũng có hạn sau khi trương tử hàm làm xong động tác này dương thiên lôi không ngờ mình có thể nhìn thấy được hai ngọn núi tuyết thung lũng thật sâu thật mê người sung mãn tròn trịa săn chắc lấy bàn tay nhỏ bé hiện tại của dương thiên lôi tuyệt đối là một tay không thể ôm trọn hết được. Hơn nữa, mùi hương mê người của cơ thể gần trong gan tất, Dương Thiên lôi hận không thể vùi đầu vào khe rảnh thật sâu kia. Không biết cảm giác thế nào. Thật sự là mê hoặc mà. Tiểu huynh đệ sắp biểu tình rồi. Loại co duỗi tính chất tự nhiên này, các công pháp khác không thể bằng được. Xem tiếp. Trương Tử Hàm nói đến đây, thân thể đột nhiên bắn lên, khôi phục nguyên trạng với tốc độ cực kỳ kinh người giống như một trận cuồng phong thổi tới kháo dương thiên lôi nhịn không được kinh hô lên ngay cả tư tưởng đen tối hèn mọn trong đầu cũng biến mất không còn tâm tích không xuống phía dưới cũng không có gì đáng kinh ngạc thu hồi về cũng bình thường thế nhưng không đến trình độ này không ngờ lại có thể bộc phát ra tốc độ kinh người như vậy giống như dây cung kéo căng hết cỡ đột nhiên bắn mạnh ra mang theo lực đạo cường đại Chuyện này thực sự là dọa người rồi. Loại co giảng và sức giảng này lại càng không có công pháp nào có thể bằng được. Trương Tử Hàm nhìn dáng vẻ khiếp sợ của Dương Thiên Lôi, mỉm cười nhẹ giọng nói: "Thế nhưng độ khó trong tu luyện của nó cũng lớn hơn rất nhiều. Quá 8 tuổi không thể tu luyện được, bởi vì khi 8 tuổi, gân mạch toàn thân đã sơ bộ hình thành, khi đó dù tu luyện thế nào cũng rất khó đạt đến trình độ này." Đây là điểm thứ nhất. Tuy nhiên, ngươi không cần lo lắng. Tình huống của ngươi có điểm đặc thù. Nếu viện trưởng đã để ngươi tu luyện, ta nghĩ. Nhất định không thành vấn đề. Chương 10, cách không đã thương người, thường. Thứ hai, phải đạt được cảnh giới tinh giả cấp một đỉnh phong. Đây là bởi vì, gân mạch thân thể trải rộng toàn thân, toàn bộ mỗi một khối chủ cơ và phụ cơ, trong đó đều có gân mạch tương liên. Nếu như phụ cơ không thể rèn luyện đến cảnh giới đại thành, gân mạch trong đó càng khó rèn luyện hơn. Cửu chuyển dịch cân kinh khác với các công pháp khác là mỗi một gân mạch đều được rèn luyện. Nó là chỉnh thể rèn luyện. Mỗi một chu thiên đều phải luyện hóa được trên 90% tinh thần lực. Lại vừa phải tiến hành cho lần tiếp theo. Cho nên, cần phải có điều kiện thứ hai này. Trương Tử Hàm vừa không ngừng giảng giải chi tiết tinh túy và tri thức cơ bản của cửu chuyển dịch cân kinh, vừa không ngừng làm mẫu các động tác Dương Thiên Lôi lại vừa thưởng thức mỹ nữ vừa dụng tâm nhớ kỹ mỗi một yếu điểm. Hắn cảm giác vô luận là trí nhớ hay năng lực lý giải của mình hiện nay so với hai người riêng rẽ trước đây đều cường đại hơn rất nhiều. Nhất cử nhất động của Trương Tử Hàm, mỗi một nụ cười, mỗi một câu nói, thậm chí mỗi lần phập phòng của bộ ngực sữa hắn đều có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Dường như quay phim lưu vào trong đầu những hình ảnh, dấu vết đó vậy. Loại cảm giác này vô cùng tốt vô cùng thoải mái có mỹ nữ ngắm có công phu học không nghi ngờ gì đây là chuyện tình dương thiên lôi thích nhất từ khi trọng sinh tới giờ tình cảnh này khiến dương thiên lôi say mê vô cùng đáng tiếc đương 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 ngay vào lúc này đột nhiên từ bên ngoài truyền vào tiếng đập cửa mẹ kiếp tên ngu ngốc nào sớm không đến muộn không đến lại đến vào lúc này quấy rối chuyện tốt của ca. Điều này khiến Dương Thiên Lôi rất buồn bực. Theo trí nhớ của hắn, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai tới ký túc xá của hắn. Hắn cũng chẳng có bằng hữu gì. Huống chi hiện tại đang là thời gian luyện công, hầu hết học sinh đều ở sân tu luyện mới đúng. Vì sao có người tới nơi này? Dương Thiên Lôi xoay người đang muốn mở miệng chửi, Trương Tử Hàm bỗng nhiên vương bàn tay nhỏ bé, chặn ngang miệng hắn. Hơ! Đừng lên tiếng." Trương Tử Hàm thấp giọng nói bên tai Dương Thiên Lôi. Cách ăn mặc của Trương Tử Hàm lại cùng trốn ở trong nhà với Dương Thiên Lôi, thực sự không nên để người khác thấy. Mặc dù Dương Thiên Lôi gần như là một tiểu hài tử mới 11 tuổi, nhưng những gì nên có bề ngoài cũng dường như đều đã có. Tuy rằng không tính là lớn, nhưng chung quy cũng coi như là một tiểu nam nhân chân chính. Cố sự giữa đại tỷ tỷ và tiểu đệ đệ ở nơi nào cũng có lúc này, khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng hai thước. Dương Thiên Lôi cảm thụ được độ ôm nhu của bàn tay nhỏ, nghe trên mặt truyền đến cổ hương khí nhàn nhạt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm, nhịn không được lần thứ hai lòng hưu dạ vượng, tim đập gấp gáp, hô hấp nặng nề. Đẹp. Thật sự rất đẹp. Đẹp đến không có chút tì vết nào. Nhất là đôi mắt tuyệt mỹ như nước hồ thu kia. Đương. Đương. Đương ngừng một lát. Tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên, so với lúc nãy hình như mạnh hơn một chút. Tuy nhiên, hai người vẫn như trước, không ra mở cửa, cũng không nhúc nhích. Cơ hội tốt như vậy, Dương Thiên Lôi Há có thể bỏ qua. Ánh mắt hắn thẳng tắp mà nhìn chầm chầm vào Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm thấy vậy có chút không tự nhiên, ngượng ngùng quay đầu đi. Chỉ là, cái cảm giác bị nhìn chầm chầm càng lúc càng mãnh liệt, giống như có loài côn trùng nào đang bò trên mặt, trương tử hàm nhịn không được thoáng nhìn lại Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi vẫn còn đang nhìn, lại nhìn nàng chăm chăm. Rốt cục không thể nhịn được nữa. Trương tử hàm quay đầu trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, hạ giọng nói. Ngươi nhìn ta chầm chầm làm gì? Trên mặt ta có hoa chắc. Ách! Không có. Nhưng, Trương Lão Sư, mặt của nàng so với hoa còn đẹp hơn. Hơn nữa, càng nhìn càng không thể nén lòng nhìn thêm lần nữa càng nhìn càng đẹp quả thực là hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặng ca à không ta kìm lòng không đậu dương thiên lôi thấp giọng đáp lại hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặng là cái gì được khen không có ai lại không thích nghe dương thiên lôi thẳng thắn ca ngợi mình trong lòng trương tử hàm đương nhiên rất vui vẻ chỉ là không hoàn toàn hiểu hết ý tứ của Dương Thiên Lôi. Nhịn không được tò mò hỏi. Đương. 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 Tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa. Hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn hơn, thô bạo hơn. Xem ra kẻ gõ cửa này đã hạ quyết tâm không đạt mục đích không bỏ qua. Dương Thiên Lôi hận không thể bóc chết tên khốn này. Ngựa ghiềm cương trước vực thẳm, muốn hại chết người ta sao? Tử hàm, ta biết nàng đang ở chỗ này mau mở cửa đi nàng cho là ngươi có thể giấu được ta sao đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một thanh âm cực kỳ kiêu ngạo khi nghe thấy thanh âm này khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của trương tử hàm nhất thời bừng bừng lửa giận nhanh chóng mặc lại áo choàng của mình mở cửa phòng đi ra ngoài ta biết nàng nhất định ở bên trong cửa vừa mở ra một thanh âm vô liêm sĩ truyền vào tai dương thiên lôi lập tức Dương Thiên Lôi cảm giác được một ánh mắt âm tàn rất nhanh quét quanh ký túc xá của mình một vòng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt mình. Đây chính là tên tiểu bạch si Dương gia đây sao? Ta ít 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 con bà nó! Ngươi mới là đồ tiểu bạch si, toàn gia ngươi đều là lũ ngốc nghếch. Chuyện tốt bị phá hỏng, vốn đã đầy một bụng lửa giận, hận không thể bóp chết kẻ nào phá đám. Nghe tên kia nói như thế, Dương Thiên Lôi làm sao có thể nhịn được? thế nhưng trước mặt Trương Tử Hàm cũng không thể biểu hiện quá mức tục tiểu. Dương Thiên Lôi hầu như không cần nghĩ ngợi, đáp trả lập tức. Tiểu Bạch Si nói ai đây? Lúc này, Dương Thiên Lôi đã đi tới trước cửa, thấy trước mắt hiện ra một người thân hình cao lớn, nhưng có chút đẹp trai, tao nhã, hoặc nhìn dạng chó hình người, có mắt, có mũi. Nhưng mà, lỗ mũi lại đang hết lên trời, bộ dáng rất là kiêu căng, nhưng lại giống như một thằng ngốc. Hơn nữa, ánh mắt hắn cực kỳ lỗ mãn, kiêu ngạo, thuần túy là một bộ dáng đang thèm ăn đòn. Tên nam nhân ngu ngốc mặc một thân trường bào màu vàng hoa lệ, trên vai trái áo choàng theo một nửa đồ án màu vàng kim ống ánh, có sáu đường vân sáng lấp lóe. Trên vai phải theo một đầu thú lôi ưng màu xanh. Thân trang phục này cho thấy ba điểm, người này là đệ tử học viện cực dương, hơn nữa là đệ tử tinh giả cấp 6, đồng thời, hắn là người của lôi gia. Lôi gia, danh môn vọng tộc tại đế quốc Cát Ương. Gia chủ đương đại của Lôi Gia là tể tướng của đế quốc, là kẻ thù chính trị chủ yếu của Dương Gia trên triều đình. Tuy nhiên, những thứ này, Dương Thiên Lôi lại không nhìn ra. Trước đây hắn không có thời gian rỗi quan tâm đến mấy sự tình này. Chuyện tiên hiệp. Hỏi thừa. Tiểu Bạch Si đương nhiên là nói ngươi rồi. Tên nam nhân ngu ngốc không cần nghĩ ngợi nói luôn hiển nhiên tên này chưa có xem qua mấy đại tác phẩm của kim dung thoáng cái đã rơi vào bẫy của dương thiên lôi